Khi mà thầy cho mấy con cái pháp danh, mà khi cái pháp danh mấy con đọc cái tên của mình, mấy con hiểu cái nghĩa của nó thì thôi, mà không hiểu thì thầy giải thích cho hiểu, hiểu cái nghĩa của cái pháp danh, cái tên của mình. Cái tên của mình nó phải hợp với cái đặc tướng của mình, hoặc mình có cái duyên với cái pháp đó mà chưa thực hiện được, cho nên thầy cũng đặt cho cái pháp danh để cho mình nhớ cái tên của mình thực hiện được cái tâm của mình cho nó tốt như cái tên của mình. Đó là cái pháp danh, chứ không phải là như cha mẹ đặt tên con mình như thế nào không biết, nhưng mà thí dụ như người con cả đặt tên đó rồi liên hệ với cái tên đó thì đặt đứa kế thứ hai nó kế 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 nhau. Chứ không không nghĩ rằng đặt tên con là phải đặt cho nó phù hợp với cái bản chất của nó. Nhưng cha mẹ mình làm sao hiểu? Vì vậy thí dụ như đứa con đầu đặt tên Đức thì đứa con sau đặt tên Hạnh, Đức Hạnh thì thay vì con đầu đặt Đức thì con sau đặt Hạnh. Cứ kế nữa thì Đức Hạnh gì nhẫn nhục hoa hoặc này kia, cho nên cuối cùng một loạt đặt những thứ theo cái danh từ cho con mình, hoặc là tìm cái tên gì cho nó đẹp đẽ để mà đặt tên con mình, để cho nó có cái tên cho đẹp thôi. Chứ còn cha mẹ mình đâu có nghĩ rằng cái con của mình phải đặt cái tên cho nó phù hợp, nó mang cái tên đó, nó phải nhớ mãi, nó phải làm cho đúng những cái đức hạnh của cái tên đó, để cho xứng đáng nó mang cái tên đó. Thì cha mẹ mình đâu có nghĩ điều đó, chỉ có thầy nghĩ đến điều đó. Cho nên vì vậy đặt mấy con một cái tên, khi đó mấy con cứ nhớ cái tên của mình, mà mình làm sai thì nó không đúng. Ví dụ như Hạnh Thiện, ví dụ thầy đặt con cái con tên cái Hạnh Thiện thì mấy con nhớ rằng mấy con làm một cái hành động ác thì cái đó là nó không đúng cái tên của mình rồi, thôi không nên làm. Các con hiểu điều đó, cho nên cái tên nó ảnh hưởng mình, nhớ cái tên mình cái hành động tốt, mà tại sao giờ mình làm hành động người khác đau khổ, cho nên dừng lại ngay liền, không được làm cái điều này. Ví dụ như con to tiếng với một người nào đó thì cái hành động mà lớn tiếng thì như là vậy, nó không phải là cái hành động thiện, mà cái hành động nói lời nói đó là hành động ác. Cho nên chúng ta dừng lại phải ôn tồn nhã nhặn, nói lời nói ái ngữ, không được nói to tiếng. Nhờ cái tên đó mà mình nhắc mình, cho nên mình không có làm những cái hành động ác, mà như vậy nó đem lại sự bình an cho mình mà cũng là cho người. Thì mấy con ở đây thầy trả lời mấy con nhớ những cái gì mà của kinh sách Đại Thừa dồn lại, sau này có một cái cổ tàng viện của Phật giáo thì mấy con sẽ gửi những kinh sách phát triển, những băng đĩa gửi vào đó để làm cái di tích lịch sử. Sau này nó sẽ có một cái nơi để nó chứng tích cho một cái giai đoạn của Phật giáo chúng ta đã phát triển đi sai trên con đường của Phật giáo, nó trở thành những di tích lịch sử mà thôi. Còn những lá phái thì mấy con nên đốt bỏ, mấy con nhận cái điệp phái mới, tên của mấy con, để cho mấy con thực hiện cái đức hạnh qua cái tên của mấy con đã mang suốt đời của mình khi được đặt cái tên.